Đầu tháng 11 năm 1963, một vị khách không mời đã đột nhiên xuất hiện trước mặt bà Cahill, người bạn thân thiết của gia đình Tổng thống Mỹ Kennedy. Với vẻ mặt thất thần và hối hả, vị khách đi thẳng luôn vào vấn đề. Tổng thống vừa mới ra quyết định sẽ công du tới một nơi nào đó ở phía Nam. Tôi biết bà và Tổng thống Kennedy thân thiết như người một nhà. Vậy xin bà nói với Tổng thống hãy hủy bỏ chuyến công du này. Nhận thấy bà Cahill có vẻ không hiểu lời mình đang nói, vị khách tiếp tục. Trong thời gian rất lâu đã có một đám mây đen che phủ toàn bộ Nhà Trắng. Đám mây kéo đến càng ngày càng nhiều và bây giờ nó đang ép xuống Nhà Trắng. Điều này có nghĩa là đại họa sắp xảy ra. Khi Tổng thống rời khỏi Nhà Trắng, ngài sẽ bị ám sát. Bà Cahill cảm thấy người phụ nữ lạ mặt thật quá tùy tiện nên chỉ trả lời qua loa. Nếu những sự việc này đã được số phận định sẵn, vậy dù chúng ta có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là vô ích phải không? Nhưng vị khách không chịu bỏ qua mà lại cố thuyết phục. Đôi khi cho dù chỉ còn một cơ hội rất nhỏ, nhưng chỉ cần vẫn còn kịp thời gian thì vẫn có khả năng thay đổi được cục diện. Xin bà hãy khẩn báo cho Tổng thống ngay. Tuy nhiên, bà Cahill không thật sự tin vào lời cảnh báo này và thầm nghĩ. Cho đến thời điểm này, các nhân viên trong Nhà Trắng đều coi mình là một người có hiểu biết. Nếu bây giờ mà nói ra cảnh báo kỳ lạ này thì họ sẽ nghĩ gì về mình đây? Chẳng qua vì vị khách quá kiên trì khẩn cầu, bà Cahill mới trả lời đồng ý và hứa sẽ cố gắng thuyết phục Tổng thống Kennedy. Nhưng ngay sau khi vị khách rời đi, bà đã vội quên ngay câu chuyện nhảm nhí này. Giữa trưa ngày 22 tháng 11 năm 1963, tại một nhà hàng ở Washington, trong lúc đang vui vẻ trò chuyện với bạn bè, bà Cahill đã nhận được một cuộc điện thoại. Tại đầu bên kia điện thoại, một giọng nói nặng trĩu cất lên. Tổng thống đã bị ám sát. Nét mặt bà Cahill trở nên biến sắc. Như vậy vị khách kỳ lạ kia đã nói đúng. Vị khách kỳ lạ kia mang tên Jean Dixon. Bà được xem là nhà tiên tri tài ba nhất trong lịch sử nước Mỹ và nổi tiếng ở thế kỷ 20. Thực ra câu chuyện khó tin kể trên đã bắt đầu vào một ngày khoảng 11 năm trước khi Jean đến gặp Cahill. Buổi chiều hôm ấy, trong lúc trời đổ mưa phùn, Jean đã tới nhà thờ St. Matthew ở Washington. Trong những ngày đó, bà luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm giác muốn được ẩn nấp, giống như một khúc dạo đầu cho những điều kỳ lạ xảy ra tiếp sau. Trong nhà thờ, Jean đã mua một vài ngọn nến, và trong khi đang chuẩn bị quỳ xuống cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria, đột nhiên trước mắt bà xuất hiện một ánh lửa lập lòe, rồi những tia sáng này nhanh chóng tạo thành con số 1960. Bà còn nhìn thấy một đám mây đen lan ra từ những con số, và chúng tạo thành hình tượng Nhà Trắng. Trong đó có một người đang đứng tại cửa trước, đó là một người trẻ tuổi, thân hình cao lớn, đôi mắt màu xanh lam cùng mái tóc xoăn. Sau đó một âm thanh vang lên bên tai bà Jean. Người này thuộc Đảng Dân Chủ, năm 1960 đắc cử Tổng thống, nhưng bị sát hại trong nhiệm kỳ. Những hình ảnh này xuất hiện rất nhanh rồi vụt biến mất. Những tiên tri về chính trị thế giới. Cũng giống như rất nhiều người phụ nữ khác, Jean Dixon không hiểu rõ về tình hình chính trị cũng như tình hình thế giới. Nhưng nhờ khả năng tiên đoán chính xác, nên danh tiếng của bà đã vang rất xa. Cùng với Edgar Cayce, bà được công nhận là một trong những nhà tiên tri vĩ đại. Vì vậy các thủ tướng hay các chính trị gia, cả trong và ngoài nước đều đến xin thỉnh giáo bà. Và điều khiến mọi người kinh ngạc là những dự đoán của bà về các sự kiện quốc tế, hầu hết đều được cho là bách phát bách trúng. Jean Dixon lần đầu tiên thể hiện tài năng của mình trước công chúng thế giới vào năm 1945, sau khi nhận được lời mời dự tiệc do Thủ tướng Anh lúc bấy giờ là Winston Churchill tổ chức. Ngay trong lúc bắt tay Thủ tướng Churchill, một linh cảm kỳ lạ đột nhiên đến với bà, và bà liền thỉnh cầu Thủ tướng. Thủ tướng, tốt nhất ngài đừng nên tham gia tuyển cử quá sớm, nếu không ngài sẽ không trúng cử. Thủ tướng Churchill là người lãnh đạo thế chiến thứ hai với chiến công hiển hách lẫy lừng, hơn nữa ông lại có quyền lực cao trong giới chính trị. Lúc đó ông đã trừng mắt trước người phụ nữ trẻ tuổi và hừ lên một tiếng, nước Anh tuyệt đối sẽ không hạ bệ tôi đâu. Jean vẫn tiếp tục nói, tạm thời không trúng cử cũng không sao, qua mấy năm nữa, quyền lực của nước Anh lại một lần nữa rơi vào tay ngài thôi. Tháng 7 năm 1945, nước Anh tổ chức một cuộc tổng tuyển cử. Đúng như những gì Jean tiên đoán, Thủ tướng Churchill không trúng cử. Phải đến 6 năm sau đó, tức năm 1951, thời cơ mới quay trở lại để ông một lần nữa đắc cử chức Thủ tướng. Ông vẫn giữ phong thái lẫm liệt tràn đầy như vậy cho đến năm 1955, khi ông tự nguyện từ chức. Sau này Churchill đã biểu thị sự ngưỡng mộ tới Jean Dixon.
tháng 11 năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến thời điểm căng thẳng nhất, sức khỏe của Tổng thống Roosevelt đang ngày một tệ hơn. Ông không biết liệu mình có còn sống đến ngày thắng lợi cuối cùng hay không. Lúc này, Tổng thống đã gọi điện thoại cho bà Jean để tiên đoán xem liệu ông sẽ sống đến ngày nào. Jean nhìn vào bàn tay của Tổng thống Roosevelt và miễn cưỡng nói, 6 tháng, cũng có thể ít hơn. Không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng, một phút mà tưởng chừng như một năm, rồi Tổng thống nói với giọng khàn khàn. Cô nói tôi còn bao nhiêu năm để hoàn thành công việc, liệu có sống đến vài năm không? Không phải vài năm, bà Jean nhẹ nhàng nói, không thể dùng năm để tính thưa Tổng thống, mà là dùng tháng, không thể kéo dài hơn 6 tháng. Tổng thống Roosevelt vẫn nửa tin nửa ngờ và nói tránh chủ đề này. Trong cuộc gặp gỡ, Tổng thống Roosevelt cũng hỏi nhà tiên tri Jean, bà thấy sao nếu Mỹ liên minh với Nga? Jean thẳng thắn nói, từ năm 14 tuổi, tôi nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, Mỹ, Pháp, Anh, Đức phải kết thành liên minh thì thế giới mới có được sự hòa bình thực sự. Đức đứng trong liên minh thì mới có thể giúp chinh phục hoặc kìm giữ Nga. Tương lai chúng ta vẫn có thể cùng với Nga kết thành đồng minh phải không? Tổng thống hỏi và Jean Dixon nhìn vào quả cầu trên tay và nói, một khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, phe đồng minh sẽ lập tức tan rã. Nga sẽ chạy đua với Mỹ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quân sự. Đến cuối cùng, Mỹ và Nga lại kết thành liên minh để đối kháng lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống nghe xong những lời này của nhà tiên tri Jean Dixon thì vô cùng kinh hãi. Ông nói, Cộng sản Trung Quốc ư? Không thể nào lại như thế. Về mọi phương diện, Mỹ và Trung Quốc đều không có tranh chấp với nhau. Chúng ta kết thành liên minh với Nga là để duy trì vị thế của mình trên thế giới, là để được tồn tại. Jean Dixon tập trung tinh thần vào quả cầu trên tay thêm lần nữa và nói ra hình ảnh mà bà nhìn được. Toàn Trung Quốc bao phủ bởi màu đỏ, chính quyền hiện tại sẽ thu về bán đảo Đài Loan. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đem lại cho Mỹ rất nhiều khó khăn trong vấn đề ngoại giao. Quả đúng như tiên đoán của Jean, 6 tháng sau, vào ngày 12 tháng 4 năm 1945, Tổng thống Roosevelt bị xuất huyết não và đã qua đời tại bang Georgia. Khoảng thời gian đúng bằng 6 tháng kể từ lúc bà Jean tiên đoán sự việc. Dù chưa từng rời khỏi nước Mỹ, nhưng Jean lại có thể tiên đoán một cách thần kỳ về sự chia cắt ở Ấn Độ. Bà từng nói với một thành viên mới của đoàn đại biểu Ấn Độ khi ông này đến thăm văn phòng làm việc của chồng bà tại Washington DC. Trong vòng 2 năm tới, Ấn Độ sẽ có sự chia cắt. Thời điểm xảy ra là vào ngày 20 tháng 2 năm 1947. Ông sẽ rời khỏi Ấn Độ để nhập vào phần bên kia, và cũng từ đó con đường tương lai của ông sẽ vô cùng rộng mở. Trong sự nghi hoặc, vị quan viên người Ấn Độ này nói to lên rằng, tôi sẽ dành cả cuộc đời mình cho một Ấn Độ thống nhất. Buổi sáng ngày 20 tháng 2 năm 1947, vị quan viên này đã gọi điện cho Jean và cười nhạo khi nói rằng, lời tiên tri của bà là không chính xác. Không chút do dự, bà Jean phản bác lại, vẫn chưa hết ngày cơ mà. Sáng sớm ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin về việc một phần lãnh thổ Ấn Độ bị phân tách và vị quan viên này đã không khỏi thán phục tài năng của bà Jean. Ấn tượng kỳ lạ của mọi người về bà. Không chỉ báo chí tại Washington, mà các kênh thông tấn trên cả nước đều đưa tin về Jean Dixon. Một ấn tượng đặc biệt bà đã để lại cho rất nhiều người xa lạ là bà trông giống như một thiên sứ hay Đức Mẹ Maria. Một lần, khi Jean nhận lời mời tham gia lễ hội âm nhạc, một quý phu nhân chưa từng gặp Jean đứng tại đại sảnh tiếp đón khách đã nói rằng, khi cửa thang máy vừa mở, tôi đã trông thấy một vị thiên sứ đang đứng trong thang máy khiến tôi sợ đến ngẩn người. Sau đó tôi mới nhìn thấy rõ một phụ nữ xinh đẹp, mặc bộ váy trắng bông tuyết chói sáng, khoác chiếc áo choàng màu trắng đang bước ra ngoài thang máy. Tóc của bà tạo nên một quầng sáng trắng, khuôn mặt của thiên sứ giống như đang ngước nhìn thượng đế vậy. Cho đến giờ cảm giác chấn động đó vẫn còn y nguyên trong tâm trí tôi. Là chồng của Jean, ông James Dixon cũng thường xuyên chứng kiến nhiều cảnh tượng tương tự. Ngay sau khi kết hôn, họ đã đến New York du lịch. Một ngày, khi đang đi dạo dọc đường phố, có hai cô gái trẻ tuổi từ phía trước bước đến gần. Họ vừa mới đi qua gặp vợ chồng mới cưới thì đột nhiên quay người lại. Trong đó một người kinh ngạc hỏi, chị quả thực giống như Đức Mẹ Maria vậy, xin hỏi chị rốt cuộc là ai? Trên thực tế, quả thực những sự việc Jean từng thực hiện cũng khá giống với của thiên sứ. Mặc dù vẫn không thể tránh khỏi một vài lần sai sót, nhưng hầu hết những lời tiên đoán của bà đều vô cùng chuẩn xác. Không phải chỉ ở lần rút vé trúng thưởng ô tô, mà ngay cả ở trên thương trường. Nếu dựa vào những tiên đoán bách phát bách trúng của mình,
Jin có thể thu lời sau mỗi vụ làm ăn, nhưng bà hiếm khi sử dụng năng lực kỳ diệu đó để mưu lợi cho bản thân. Khi bà kết hôn cùng James, ông James lúc đó đã là một người rất giàu có. Ông có cổ phiếu ở nhiều công ty lớn và sở hữu rất nhiều đất đai. Sau khi kết hôn, với khả năng của mình, bà hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều của cải tiền bạc cho gia đình. Nhưng bà chỉ tập trung vào làm việc thiện, làm một người giải trừ rất nhiều những tai họa và nguy hiểm tiềm tàng, chứ không để cho chồng sử dụng năng lực của mình để kiếm về dù chỉ một đồng một xu bất chính. Sau khi Jin đến văn phòng của chồng làm việc, thì trong lúc chồng làm kinh doanh, bà vẫn phải bề bộn với những việc công ích. Mọi người đều nói bà có tấm lòng bao dung như của thiên sứ. 20 năm cuối đời, bà không tiên đoán thêm một sự việc nào nữa. Jin Dixon hưởng thụ cuộc sống tuổi già như những người phụ nữ khác tại Mỹ và tận hưởng cuộc sống bên con cháu. Tuy nhiên trước khi chết, trên giường bệnh bà lại tiên đoán rằng hy vọng của thế giới là ở phương Đông Trung Quốc. Năm 1997, trước khi lìa đời, Jin để lại một di ngôn. Nước Mỹ sẽ suy giảm, niềm hy vọng của nhân loại là ở phương Đông. Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ như một nước dẫn đầu thế giới. Jin cho biết, ở phương Đông có một em bé được sinh ra, người này sẽ cải biến triệt để thế giới này. Có thể vào nửa đầu thế kỷ 21, ông sẽ khiến toàn nhân loại trở nên yêu thương nhau và một kỷ nguyên mới được lập nên. Ông lan truyền ra trí tuệ của thần Phật cho nhân loại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh, like và share nếu thấy thú vị.